so back to what i was saying lý do khiến Giao Linh 37 tuổi mới kết hôn với người đã có 3 đời vợ và 6 người con riêng danh ca Giao Linh được biết đến là một trong những cây đại thụ khơi nguồn cho dòng chảy nhạc vàng với giọng hát nức nở đặc trưng có một không hai bén duyên âm nhạc từ năm 17 tuổi, giọng ca được mệnh danh là nữ hoàng sầu muộn quyết chí đi hát không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê từ tâm bé mà còn để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ nuôi 6 đứa em thơ. Cha mẹ tôi sinh ra tất cả 10 người con, mất đi ba người, còn lại tôi và 6 đứa em ở dưới. Nhà nghèo lại có đàn em nheo nhóc thờ dài như vậy, nên làm sao mình có thể sống thoải mái để hưởng hạnh phúc riêng đây. Tôi luôn nghĩ mình phải lo cho các em, nên người trước đã. Thành ra khi có bạn trai mà chỉ cần người ta có chút suy nghĩ gần gần gì đó, kiểu như Sao em lo cho gia đình nhiều quá là không thể tiến tới được với mình? Nữ danh ca tâm sự. Cũng bởi canh cánh với gánh nặng gia đình, thương ba mẹ và các em, nên suốt cả tuổi thanh xuân, dù có nhiều người theo đuổi và trải qua một vài mối tình, nhưng danh ca do Linh chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng mà chỉ tâm niệm, làm sao, lo lắng cho các em, được học hành, tử tế, nên người. Đến khi các em đều khôn lớn và thành tài, bà có thời gian nghĩ cho bản thân mình, cảm thấy có thể thực sự thoải mái để lập gia đình, thì đã ở độ tuổi không còn trẻ. Chia sẻ về người bạn đời của mình, Xanh Ca Giao Linh kể, bà gặp ông từ năm 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhóm bạn, xong phải đến hai thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Hóa ra, trong suốt quãng thời gian dài trước đó, trong khi bà chỉ xem ông như một người bạn, một người anh trai thì ông lại âm thầm thích bà, nhưng không dám nói ra. Phần vì sợ đỏ không lại các vệ tinh xung quanh của bà, phần vì ngài bị bà từ chối. Sự âm thầm đó khiến cả hai vô tình lạc nhau trong cuộc sống, mỗi người sẽ theo một hướng riêng. Cho tới khi gặp lại nhau, danh ca Giao Linh đã ở độ tuổi 37, vẫn độc thân, còn ông đã trải qua ba lần đò với sáu đứa con riêng. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, ông mạnh dàn ngỏ lời với bà, có điều, khi ấy, bà cảm thấy trái tim mình dao động nhưng vẫn rẻ giặt vì ngại ngần không biết liệu có thể xung hòa với cuộc sống của một người đàn ông từng trải như vậy không đem bàn quan này đi kể với một số người bản thân trong giới. Sánh ca Giao Linh nhận được những cái lắc đầu lo lắng vì sợ ông đào hoa rồi lại làm khổ bà, trong khi bà với bạn bè là người hiền lành và ra đời sẽ bị thua thiệt. Nhưng rồi cuối cùng, bà vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim mình và tin vào duyên nở vợ chồng với suy nghĩ. Tình yêu của mình có thể không hoàn hảo nhưng ráng giữ sao cho đẹp, chấp nhận mở lòng đón nhận sáu đứa con riêng của anh. Sau khi chung sống với nhau, tuy không có một con chung nào với ông, song bà không buồn về điều đó mà tự nhủ. Mình không có con, vì vậy dành tình cảm yêu thương cho con chồng càng nhiều càng tốt. Các con đã thiệt thòi nhiều thứ rồi, mình cần thêm thật nhiều nụ cười chứ không được lấy đi của chúng những giọt nước mắt. Chính vì vậy, sau hơn 30 năm gắn bó, danh ga Giao Linh tin rằng bà đã chọn đúng một nửa của cuộc đời mình, gặp được tình yêu đích thực là ông. Niềm hạnh phúc đó như được nhân lên khi cả sáu người con riêng của ông đều yêu quý và đối với bà rất chân thành, tình cảm. Cũng chính các con chồng đã động viên bà trở về nước hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài sinh sống và định cư ở nước ngoài. Nói thêm về cuộc sống với người bạn đời mà bà vẫn gọi là người cùng chi hướng, nữ xanh ca thổ lộ. Có lẽ vì khó khăn lắm mới đến được với nhau, lại đến với nhau khi không còn trẻ nên cả hai rất trân quý thời gian ở bên nhau. Chuyên tình cảm vì thế mà lúc nào cũng trong trạng thái nước rút, còn bao nhiêu thời gian là dành hết cho nhau. Suốt mấy chục năm chung sống, vợ chồng bà thỉnh thoảng cũng có lúc giật hơn, nhưng không bao giờ nói nặng lời với nhau. Vì cùng chung quan điểm, hạnh phúc là do mình tự tạo dựng nên mỗi người đều phải tự giữ, nhất là khi tuổi già không bỏ sót một ai, thời gian không còn nhiều thì cớ gì không dành để yêu thương. Nhiều năm sau khi về nước hoạt động nghệ thuật, Sen Ca Giao Linh và ông xã đã mua một căn chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Kể từ khi thành vợ thành chồng, ông luôn sát cánh cùng bà trong bất cứ chuyến lưu diễn nào ở trong và ngoài nước, lo lắng tỉ mỉ cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ, tư vấn cho bà từ bộ áo dài mặc lên sân khấu, rồi còn tự tay tìm mua hộp phấn, thỏi son để bà dùng. Các con riêng của ông đều thành tài và đỉnh cư ở bên Mỹ, mỗi lần trở về Mỹ vợ chồng bà lại luân phiên ở nhà mỗi đứa mấy ngày như đi tour để cho vui và được gần với tất cả các con, các cháu. Còn các con của ông mỗi khi thu xếp được thời gian cũng lập tức về thăm ông bà. Bên cạnh đó, Sanh Ca Giao Linh chia sẻ, các em của bà đều sống ở Canada. Vì vậy, ngoài việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, vợ chồng bà cũng vẫn bay sang Canada khi có thời gian để thăm họ hàng, con cháu. Ở Canada, bà có một người con nuôi, là cháu gọi bà bằng bác ruột, được bà nhận nuôi và mang sang đây từ bé nên lần nào về ông bà cũng ở nhà người con này đặc biệt ở toronto gia đình bà vẫn duy trì hai tiệm phở linh và sắp tới có thể mở thêm cơ sở mới